Bóp càng nè. Rồi. Cái gì vậy? Trái trái. Mến chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình có mặt ở cảng Gạch Giá Kiên Giang để mà quay gửi đến cho tất cả các bạn và mọi người cùng xem là những chiếc super đông cũng như là những con tàu hai thân tàu phà các bạn đề ba khỏi cái sức bến như thế nào nha. Hôm nay thì cái điều kiện thời tiết là nó cũng còn hơi âm u các bạn, nhưng mà sóng gió thì cũng nhẹ thôi chứ không có lớn lắm. Ở đây thì có chiếc super đông mới vừa chuẩn bị rời bến nha các bạn. Chiếc này đi tiếng Hòn Sơn qua. Wow. Dữ thiệt chân. Ao rồi ra khói luôn kìa. Lên khói nhìn mờ luôn. Phía bên trong cảng các bạn thì mình thấy là còn một chiếc là con tàu Lightning 68 màu xanh lá cây đang chuẩn bị xuất bến nha. Hình như là mình thấy là đang lên khách. Để một chút xíu nữa thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn và mọi người cùng xem luôn. Đây, chiếc Lightning 68 này các bạn. Anh đang chuẩn bị cũng xuất bến đó nha. Hồi nãy giờ thì mình thấy lên khách cũng khá là nhiều. Chiếc này thì mình thấy đi là chở xe Honda phía sau thì cũng hơi ít thôi chứ không có nhiều các bạn. Mấy anh tây thủ là bắt đầu chuẩn bị coi cái phần kỹ thuật máy móc bên trong. Bắt đầu đi nha. Chiếc này thì gọi là tàu, cũng là tàu hai thân các bạn. Đóng hợp như hợp kim nhôm nha. Được sơn với cái nước sơn công nghệ của châu Âu. Chiếc này thì đi cái động cơ mình nghe nói là cũng dữ dằn lắm đó. Cái còn cái động cơ mà máy phát điện của trên đây á là sử dụng động cơ que chai các bạn. Chiếc này thì đạt cái vận tốc là từ 33 cho tới là 35 lý trên 1 giờ nha. Tốc độ như thế là cũng rất là cao các bạn. Nhìn khá là ngầu các bạn. Kìa, dung dịch nó quậy ục ục trong kìa. Cái tiếng động cơ mình nghe như là một cái máy bay phản lực vậy. Khá là lớn luôn.
sào sống rồi các bạn. Wow. Nghe tiếng tục bồ nó hí thì ghê ha. Ôi ôi sống kìa. Ghê vậy. Đây bắt đầu là gà đó là ảnh tăng tốc lên nè. Trời ơi, cột sống kìa. Quá dữ. Anh chạy trên biển nè các bạn. Quá mà nhìn ảnh chạy ngang này ngầu thật sự luôn các bạn. Chuyên dịch ảnh đạp kìa. Rồi cột sóng cao như cả 2 mét có luôn á. Ở đây anh cao tốc còn che các bạn. Chiếc này mà lên ga mình thấy cũng khói cục 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 luôn nha. Phía trong là RS 9 các bạn. Ôi ôi khói kìa. Anh đang dè để mà đánh cái lái cho vô phía trong nha. Cái mũi hướng ra biển các bạn. Hôm nay thì gió hơi mạnh. Chiếc này đóng cái mũi nhọn nhọn nhìn đẹp cực kỳ. Đây, anh đang để bài ra nè. RS 9. Chiếc này vận tốc là cũng tầm 30 cho tới là 33 lý các bạn. Khá là nhanh. Ôi ôi. Ồ, hai dương dịch đạp kìa. Bắn đi như một cái mũi tên vậy. Nhìn cực kỳ ngầu và đẹp luôn các bạn. Nhìn cao tốc phòng che ở phía trước nè.
Red chắc qua mặt luôn quá. Chiếc này thì chạy mình thấy là cái chân vịt nó không có nước, nó cao bằng như chiếc Lightning các bạn. Nước nó búng nhẹ. Sống rồi. Qua mặt hoàn tre luôn. Ghê vậy. Quá anh hoàn tre chạy cái đó sống nhỏ ghê được chứ. Đây, tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem chiếc Super Đồng này rời bến nha các bạn. Nhìn như một cái máy bay gì hả? Không biết anh này anh làm gì đây.
có cái vỏ lãi kìa. Rồi, hiểm gì. Sức bắt đầu chuẩn bị tiếp theo sức bến nha các bạn. Hôm nay thì mình thấy là sức bến buổi sáng khoảng 5 tiếng luôn nha, của sức bắt đầu. Thank you.
giỏ này không biết làm gì mà nãy giờ sẵn như là thả lưới các bạn. Đây là cao tốc Hòn Tre chuẩn bị vô kìa. Ôi dính sóng của sụp bờ đồng. Chiếc trên Vinh Chính hình như là chuẩn bị xuất bến các bạn. Còn được gọi là chiếc tàu phà các bạn. Chiếc này thì chuyên vận tải ô tô các bạn, chiếc từ 16 chỗ trở xuống nha, xe Honda luôn. Bên này cũng được là hai thân nha, khá là to lớn, giống như là phiên bản phóng to của mấy tàu cao tốc Everest hai thân rồi này kia vậy đó các bạn. Tiếng động cơ dữ thực sự luôn các bạn. Hay là dính sóng của anh. Wow. Ui kìa. Trời ơi. Càng để cho phía ngoài có vỏ lãi này kia tránh các bạn. Trời ơi, chiếc này sát như vậy. Ôi, cái gì vậy? Trời, cái gì sắn ngang cái ớn vậy? Rồi, phút luôn rồi. Trời ơi. Rồi. Anh còn muốn cự nữa hay gì kìa các bạn. Quá, anh tập phải anh né luôn nha. Ở ngăn được chứ. Kìa. Yeah.